Vâng, xin chào tất cả các bác nhé. Thì đây là hai con CD rất là hot của hai hãng Sony và Philips. Một con Philips LHH300 và một con CD đầu bản của đầu ERI, đó là 3.7 ERI, là một trong những dòng mà CD được các bác săn lùng rất là nhiều. 3.7 ERI nghe rất là hay nha các bác. Về hai con đẹp thiếu thùng xốp nha. LHH300 thì nó chỉ dưới con 500 thôi nha các bác. Nó thiết kế thì giống con 500 về cấu hình và thiết kế rất là đẹp. Ngầu và chất âm của Philips thì đi vào lòng người các bác ngoại bác rồi. Và các ngoại bác chơi AR, chơi những dòng loa cổ rất là thích những model Philips, model LH300 nha. Phụ kiện đầy đủ nha các bác, có khiển hết nha. Còn đây là con siêu phẩm của Sony rồi, nổi tiếng Sony 3.7 ERI, đẹp long lanh nha. Khiển catalog đầy đủ nha các bác, về phía trên nóc của em nó, trên nóc nó cũng màu vàng luôn nha. Mới long lanh nha các bác. Giá 21.500.000 và con Philips này là giá 18.500.000. Về hàng thì đẹp và giá thì rất là tốt cho các bác nha. Bác nào mình có lúc trước có liên hệ em tìm con 3.7 ERI thì nay đã có hàng rồi. Em không lưu số nên em cũng không nhớ. Nên em lên sóng video này thì bác nào mình hồi bữa có nhờ em tìm con 3.7 ERI thì nay đã có rồi nha. Nhưng con này là hàng hot các bác. Nó hay đó. Thực chất thì nó âm thanh nó ra hay hơn cả 25XS luôn. Nhưng giờ 25XS đẩy lên rất là cao bởi vì cái phong trào nhạc số mà nghe nhạc mà chất lượng cao thì vẫn là CD, vẫn là hàng đầu nha các bác. Đấy. Đây có thấy đồ mới này. 3.7 ERI nó mặc màu vàng gold nha các bác, màu vàng ấy. 21.500.000 đã bao gồm phí ship. Điện 100V. Đây, chắc vẫn khi và có cổng ba lăng nha. Con này series là 2017-36 2017-36 nha. Mới long lành nha các bác. Giá 21.500.000 nha. Chỉ khoảng độ vẫn bớt 200.000 cho các bác. Rồi đi đến con Philips, Philips LH300. Cũng mới thiếu shop nha các bác. Tất cả hai sản phẩm đều hoạt động hoàn hảo nha. Tí nữa em bỏ đĩa để các bác cùng xem luôn. Đây. Nó đặc trưng của Philips thì nó thiết kế phía hai bên là ốp gang rất là nặng. Mẹ thiết kế đơn giản mà nhìn rất là đẹp nha. Nhìn hoài nó không ngán, đặc trưng của Philips rồi. Đây phía trên này có thiết kế nha. Ở phía sau có cổng đường tiền ra, cổng qua, oxy out, đây là phần tản nhiệt cho phần công suất. Con này series là 0414 nha, 0414. Phía sau mới kem. Đấy thì chiều tối nay là em về được hai cái CD này. Những con CD Philips thì bây giờ nó xanh lồng khá là nhiều các bác. Bởi vì Philips được các bác ngồi bác rất là thích, đặc trưng là vậy đó. Còn con Sony 3.7 ERI thì đây là một model huyền thoại rồi, đời cao nhất của dòng ERI, 3.7 ERI. Thì tất nhiên con này nó phải hay hơn con này khá là nhiều rồi các bác. Nhưng mà ở trong mức tầm tiền những con Philips ở phân khúc dưới 20 thì con LH300 là một lựa chọn rất là tuyệt vời. Thiết kế đẹp, đơn giản nhưng mà rất là tinh tế và nó chỉ dưới con 500 thôi, con 500 thì khoảng 24-25 triệu rồi. Rồi em chỉ xin chào, hẹn gặp lại các bác nha. Mọi chi tiết mua xem sản phẩm các bác cứ liên hệ cho em qua hai số điện thoại trên. Thì nay em về được hai con CD hàng rất là hot, thì các bác nào có nhu cầu sở hữu thì liên hệ cho em qua hai số điện thoại nha. 0978338 14 hay là 0965772 7. Đấy các bác đang thấy là con CD đời nông 1650GL, con này giá 11.500.000 nha.